Bà xem cái gì ấy? Con xem gì mà cười hả con? Con xem gì hả con? Xem con khỉ. Con khỉ à? Con khỉ nó làm gì đấy? Đang trèo. À, nó đang trèo à? Bây giờ chưa lên cao. À. Nó có bị ngã không? Bị ngã con rồi. À. Thế con làm nó làm gì mà con cười đấy? Con đi đang lên. Con chơi. À. Nó đang đu hả con? Đu này, này 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 con hiểu rồi. À, nó đang đu hả? Nó đang đu cột kìa. Nó đu con nhé đấy. Ồ, nó giỏi nhở. Nó có ngáo hả con? À, nó đu thế à? Quả táo à? Bây giờ con khỉ đang làm gì hả con? Con khỉ đang con không xem con khỉ nữa à? Xem con gì ấy? Xem gì? À. Chú quay. À. Các bạn ơi, hôm nay bạn Bon bạn hãy xem YouTube các bạn nhá. Vừa lấy bạn hãy xem con khỉ. À, con khỉ ấy làm trò rất là vui nên là bạn cứ cười khẳng khặc thôi các bạn ạ. Bây giờ bạn nên lại mở chương trình YouTube khác rồi.